Thưa quý vị, hơn 1.000 công trình phần việc thanh niên các cấp với tổng giá trị làm lợi là hơn 20 tỷ đồng là kết quả mà Tuổi Trẻ thành phố Cần Thơ thực hiện được sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Kinh nghiệm cách làm hay được rút ra làm cơ sở để triển khai chiến dịch trong những năm tới được đề cập tại hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ và tổng kết chiến dịch diễn ra vào chiều nay 4 tháng 10. Tham dự có ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ. Với chủ đề Tuổi Trẻ Cần Thơ tham gia chuyển đổi số vì thành phố văn minh, qua hơn 3 tháng, các cấp bộ đoàn thành phố đã triển khai các đội hình thực hiện các nội dung như chung tay vì đàn em thân yêu, giữ gìn thành phố văn minh hiện đại, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, an sinh xã hội, chuyển đổi số. Nổi bật đã sửa chữa làm mới hơn 62 km đường giao thông nông thôn, đường qua thanh niên, thắp sáng đường giao thông nông thôn, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi. Trong mùa hè năm nay, em đã được tham gia một hoạt động, đó là một ngày trải nghiệm em là chiến sĩ cảnh sát cơ động. Qua hoạt động đó em đã học được nhiều điều rất lý thú. Ví dụ như võ phòng thân và tên các loại vũ khí và cách sử dụng, và còn được học làm theo hiệu lệnh và xếp theo mồm mình chứa gói đúng cách. Đối với các em thiếu nhi thì Ban Thường vụ Đoàn phường cũng đã xác định là cần phải xây dựng nhiều cái hoạt động trọng tâm, cụ thể và nó rõ ràng để cho các em thấy được cái chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như là cái hoạt động chăm lo cho các em, và các em sẽ thấy được thì các em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện cũng như là sẽ xây dựng được bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững mạnh hơn. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp đoàn, hội, đội tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cao điểm tập trung trong tháng 7. Thời gian này, Tuổi Trẻ thành phố còn chung sức tham gia tuyên truyền vệ sinh môi trường, vớt rác trên sông. Triển khai được nhiều cái công trình phần việc thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh đó thì cũng triển khai được các cái nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao kết quả Tuổi Trẻ thành phố đã thực hiện được, đồng thời đề nghị thành đoàn cùng các sở ngành địa phương quan tâm chỉ đạo nội dung và nhu cầu nguồn lực để các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên của chúng ta, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên của chúng ta và các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện hè, đặc biệt là các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, rồi hoạt động sinh hoạt cộng đồng của thanh niên của chúng ta. Và đồng thời phải phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phối hợp xây dựng triển khai thực hiện pháp luật và chính sách pháp luật, giám sát phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn thành phố. Hội nghị cũng đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và thành đoàn giai đoạn 2017-2022 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2027. Dịp này có 21 tập thể, 38 cá nhân nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023.